ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Vương, 34 tuổi, phóng viên thuộc Văn phòng Nam miền Trung và Tây Nguyên, báo Công lý, trụ sở đóng tại tỉnh Gia Lai, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 7 năm 2023, sau khi biết được việc một người đàn ông trú ở huyện Đắk Min chưa thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng đất nên Lê Hữu Vương đã gặp và yêu cầu ông này đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo. Người đàn ông đã đưa cho Vương hai lần với tổng số tiền 15 triệu đồng cùng một số đồ vật khác. Khoảng tháng 8 năm 2023, Vương tiếp tục yêu cầu người đàn ông đưa thêm tiền. Sau đó, ông này làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông, báo Công lý chỉ cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, không đăng ký văn phòng thường trú